Mình rất yêu thích chương trình Sing My Song và tìm hiểu lại về Sing My Song thì mình được biết là Sing My Song đã quay trở lại với một phiên bản bài hát hay nhất với tên gọi Big Song Big Deal. Thì mình đã kêu gọi anh em của mình cùng tham gia luôn và họ tất cả bọn mình đều rất mong chờ chương trình. Em chào hai anh ạ. Hai anh chào em. Em là Quý Hamo và em hiện tại đang là một nghệ sĩ biểu diễn tự do. Bài hát hôm nay em gửi tới mọi người có tựa đề là Anh chỉ muốn chết đi cho rồi ạ. Mời mọi người cùng lắng nghe. Khi cơn gió đầu mùa vừa qua, chiếc lá cuối vội vàng nhẹ rơi, em cũng để lại một mình anh cô độc chơi vơi. Nghe tiếng hát vọng lại từ xa, nhận ra những bộn bề đời ta đã cất hết gọn vào lời ca, anh lại ngân nga. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, anh chẳng muốn cách xa vậy đâu người ơi, trong đầu cứ nhớ em mà thôi. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, anh chỉ muốn chết đi cho rồi, anh chẳng muốn phát điên vì em người ơi, không ngừng nghĩ đến em mà thôi. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, muốn chết đi cho rồi, anh lại muốn chết đi cho rồi, chết đi cho rồi, chết đi cho rồi, chết đi cho rồi. Bên quán vắng giờ chẳng còn ai, cà phê đắng giọt sầu buồn tanh, trong nỗi nhớ tình đầu nhạt phai mơ hồ lênh đênh. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi. Bài hát này là bài hát từ đầu buổi này tôi thích nhất. Ok nhất đúng không? Bạn đánh guitar cũng hay nhất từ sáng đến giờ. Ông này ông đi dạy guitar. Bạn sao? Nghệ sĩ biểu diễn thế đâm ra là rất là tự tin với phong thái của mình. Bạn có chất lắm luôn. Nhưng mà hát hay thế này, đẹp trai như thế này, đánh đàn hay thế này đừng chết nhá. Dạ. Giọng của bạn là giọng nam cao và nó hơi mỏng và nó có chiều hướng là breathy, thì bạn lại càng phải chú ý đến cột hơi của mình. Nếu bạn không chắc chắn về cột hơi, bạn sẽ rất dễ bị gặp những cái vấn đề khi mà biểu diễn. Nếu mà có cột hơi chắc chắn ấy, ngược lại nó còn sẽ rất sexy cơ. Cảm ơn bạn, chúc mừng bạn thi xong rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, em cảm ơn hai ạ. Tài khoản VPBank, tin gọn trọn chức năng, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.